Hoàng Lam Audio xin gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê audio trên toàn quốc. Hôm nay bên em xin giới thiệu một em lọc xì mang thương hiệu Săn Xui, có model là SE88 anh em nhé. Em này là hàng bãi về nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Em này thì gần như là hết số của lọc xì Săn Xui anh em nhé. Em này được thiết kế với mặt gương bóng với 14 giải, mới 14 băng, giải từ 25 Hz đến 20.000 Hz, công suất là 17W, máy chạy điện 100 anh em nhé. Lưu nhớ được 5 chế độ, có 3 thiết bị đầu vào anh em ạ, line này, tép 1, tép 2 đó. Điều rất là thú vị của em lọc này là có thêm một cái remote bên ngoài điều khiển từ xa luôn anh em nhé. Đây ạ, nó thiết kế cài ở đây, khi anh em mình sử dụng chỉnh xong theo ý muốn xong có thể cài lại đúng chế độ. Đây, như em đang tháo rời ra chỉnh, đây chỉnh các giải, em thử chỉnh cho anh em xem nhé. Em đang chỉnh ở chế độ giải 20 này, thì cái đèn 20 nó đang nháy ạ. Đây, em lên xuống đấy anh em nhéo ạ, nó đang nháy đấy ạ. Đó, lên xuống à, tương ứng với cái các giải khác thì cũng thế ạ. Em đang bấm vào giải 1.6, anh em nhìn đến 1.6 nó nháy ạ. Đó, chỉnh xong thì ta có thể ấn vào nút M, chữ M này, memory, nhớ trong vào một trong năm mô, sau đó ta lại chỉnh tiếp chế độ khác theo sở thích của mình. Sau đó thì mình sử dụng thì mình chỉ cần chọn các chế độ thôi ạ. Sử dụng xong thì anh em nó có thể cài lại vào đây, rất là tiện dụng. Em này thì chất âm giải của nó rất là sâu, nên là anh em có thể vừa nghe nhạc vừa karaoke đều rất ok. Hàng em này về thì khá là đẹp rồi, và giá của nó thì cũng không hề rẻ vì nó rất là hiếm anh em nhé. Giá của nó bên shop em đang bán là trên 8 triệu một chút anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0981 956 486 để được nhận giá chính thức, chi tiết về giá cũng như là ảnh của sản phẩm bên trong ạ. Em này em nhắc lại là nó rất là hiếm anh em nhé, hàng cực hiếm và VIP ạ, không phải lúc nào cũng tìm được một em lọc như này đâu ạ. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu sở hữu thì liên hệ ngay với em ạ. Đèn cực kỳ sáng anh em này, nhìn rất là sáng. Mà đây dưới này nó có một cái điểm nhấn là có một cái đường chỉ màu trắng rất là đẹp, rất là lộc. Anh chị em mà thấy video của em hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ kênh rộng rãi giúp em. Anh chị em có nhu cầu thì nhanh tay nhé, vì bên em chỉ có một em này duy nhất thôi ạ. Săn Xui SE88 anh em nhé. Ngoài cái mã Săn Xui SE88 này, bên em thì còn có cả SE80, SE8 anh em nhé, vẫn đang rất sẵn hàng. Hoặc là những con em lọc Victor, Technic, em đều sẵn hàng. Anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em để nhận chi tiết các cái giá, các cái loại lọc, các cái sản phẩm khác, cũng như là các cái thiết bị audio karaoke hoặc là vang hay vang cơ, vang số, main, đẩy đầy đủ ạ. Bên em ship hàng toàn quốc anh em nhé. Thủ tục bên em thì cũng vẫn như mọi khi thôi ạ. Anh chị em mà đặt hàng thì vui lòng cọc cho em 10% giá trị sản phẩm. Sau đó bên ship hàng sẽ giao hàng, anh em nhận kiểm tra đúng hình, đúng ảnh, đúng sản phẩm của mình đặt hàng thì thanh toán nốt giúp em ạ. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Hoàng Lam Audio. Xin cảm ơn các bác.